Quyên, mày lấy micro tao không vậy? Có, em đang đọc đá nè. Trả ngay tao đang review nữa nè. Chờ xíu đi, chưa đọc xong. Lẹ lên. Chờ xíu đi mà. Lẹ lên. Nè, trả nè. Thôi, vẫn không sao. Ủa con hồng. Vâng, đây là mục đích chính của video. Test sức chịu đựng của Z11-2019. VDA chuyên gia âm thanh karaoke. VDA phối theo nguyên lý, lắp theo âm học. Vâng, mình xin nói sơ đây là sản phẩm micro không dây Z11-2019 đến từ thương hiệu BF Audio. Và mình đã có một bài đánh giá chi tiết về sản phẩm này, các bạn có thể vào kênh của VDA Shop mà tham khảo. Hôm nay mình sẽ xin test khả năng chịu đựng va đập cũng như là khả năng chịu đựng nước của em nó đến khi không còn hoạt động được nữa. Mày mốt mày đi mua cây đập đá khác đi nha. Micro của ta 7.6 mà đi đập đá. Đầu tiên mình xin test khả năng chống chày của micro Z11-2019. Thì Z11-2019 được làm chất liệu bằng nhôm CNC nguyên khối, một màu đen từ trên xuống dưới. Bây giờ mình sẽ chia ra hai, một là phần trơn, hai là phần nhám. Mình sẽ test phần trơn trước nha các bạn. Mình test cào nhẹ thôi nha. Đây, mình cào nhẹ các bạn. Cào nhẹ kêu kim khít luôn nha. Rồi, mình chùi một cái coi. Không chạy nha các bạn. Rồi mình giờ mình test thử cào mạnh hơn chút xíu nữa, dùng lực luôn nha. Vâng, dùng lực thì giờ đã có một chày nhẹ rồi nè. Đó. Thì nhưng bằng chất liệu nhôm hoặc với lại sơn đen thì cái vết chày này không rõ lắm nha các bạn. Chứ mình soi kỹ thì thấy. Rồi tiếp tục mình xuống tới phần nhám. Mình cào nhẹ trước nha các bạn. Chui cái. Không thấy được. Thì mình dùng lực hơn, mạnh hơn. Có chày các bạn, nhưng rất ít, khó thấy. Đây là làm bằng theo kiểu đường cắt kim cương á, rất óng ánh nên khi nhìn sơ không thấy đâu, các bạn mới nhìn rõ hơn mới thấy được. Đây có đường chày đây. Bây giờ là mình sử dụng dao cạo nha. Mình cạo một đường, mình đi một đường thẳng trước xem cái độ chịu đựng của nó tới đâu rồi mình mới cạo. Đó, chịu đựng. Có chày. Đường viền rất mỏng, rất là khó thấy. Đây này là màu đen, rất là khó thấy. Mình cạo thử coi. Chày nhưng mà vẫn rất là khó thấy nha các bạn. Cái ưu điểm của micro này là khó thấy khi chày nha. Là màu đen không thì cũng có cái lợi của nó là khi chạy thì vết chạy của mình rất là khó thấy, không lòi ra những bệt trắng như là các sản phẩm khác. Sản phẩm khác là sơn nhưng mà khi mà cào thì nó sẽ ra những cái bệt trắng rõ ràng. Còn đây khi cào chạy thì có chạy nhưng mà bệt của nó vẫn là màu đen. Đây, bạn thấy không? Và sau đây mình xin test khả năng chịu đựng cũng như là cảm biến tự ngắt của nó. Thì trên thị trường có nhiều sản phẩm micro khi các bạn làm rỡ làm rớt xuống thì không có cảm biến tự ngắt thì âm thanh sẽ dồn lên loa, gây ra tiếng nổ làm hại loa. Thì đây là micro có cảm biến tự ngắt. Hiện tại micro vẫn đang hoạt động, vẫn ra loa, vẫn ra tiếng loa khi mình bây giờ mình làm rớt ở độ cao 30cm xem có dồn lên loa không nha. Micro không dồn lên loa và mở lên vẫn hoạt động bình thường. Đây mình sẽ thử test cái độ cao 1m nha. Trước khi test mình sẽ kiểm tra xem âm thanh không. Lượng 1m. Thả rơi. Lượng 1, 2. Vẫn ra âm thanh bình thường nhưng không có tiếng động dồn lên loa nha các bạn. Và cuối cùng mình xin test ở độ cao 2 hoặc 3m do mình quăng lên tự do nha các bạn. Mình xin test trước nè. Lượng 1, 2. Vẫn ra tiếng nha, mình quăng lên. Tiếng vẫn không dồn lên loa nha các bạn. Tiếng vẫn alo bình thường. Alo 1, 2, 3, 6 em.
Và đây là phần test bạo lực của em Z11 2019 va chạm với lại đá cục để test xem đá vỡ hay là mít vỡ. Cứ thấy con sen cứ lấy mít mình cứ đập đá hoài, mình test thử ở nơi sau nha. Ồ, đá vỡ luôn, mít. Alo, 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 1, 2 vẫn ra loa nha các bạn, đá vỡ luôn, ghê thiệt. Mít. Alo, 1, 2 vẫn ra loa bình thường. Khi mà có cảm biến thì khi mình đập vô là nó sẽ không ra loa được nữa. Mình khi mình đập. Alo, 1, 2 vẫn ra bình thường nha. Sau đây mình xin test bài test cuối cùng, là bài test dã man nhất cho Micro Z11 2019, đó là nhúng vào nước. Có hai kiểu nhúng vào nước nha các bạn, một là sơ ý, hai là cố ý. Sơ ý là khi các bạn nhúng vào soda hoặc là ly nước á, thì các bạn lên liền thì nó sẽ còn âm tốt hay không. Giờ mình bắt đầu nha. Alo, 1, 2, tiếng của nghe bình thường các bạn. Alo, 1, 2, bắt đầu. Alo, 1, 2, alo, alo. Khi mình nhúng vô sơ ý thì tiếng ra nó sẽ đục hơn, nó không phát hơn như lúc đầu. Alo, 1, 2. Khi mình vũ nhẹ thì tiếng nó sẽ trở lại như lúc đầu nha. Alo, 1, 2, 3. Còn phần cuối cùng là phần ngâm cho em nó đến khi nào em nó không còn hoạt động được nữa. Đây. Alo. Alo, 1, 2. Tiếng vẫn ra bình thường. Ngâm lên. Thời gian vẫn trôi qua. Sau 1 tiếng 14 phút 52 giây mình xem nó còn có sống nổi cái con chăn này không nha. Rồi, em nó hoàn toàn không lên nguồn, đồng nghĩa em nó đã thực sự chết. Thì clip này mình chỉ làm cho các bạn tham khảo vui thôi, chứ thực ra trên thị trường chả ai dạy mà đem cái mic đi ngâm tới 1 tiếng mấy như mình đã. Thì mic Z11 2019 này có thể kháng nước ở điều kiện mình sơ ý, như là mình lỡ tay rớt vào ly nước hoặc là lỡ tay cho vào thau đá khi mình vui chơi say xỉn gì đó, nhưng không có khả năng cho mình ngâm lâu như mình đâu nha. Hiện tại thì sản phẩm Z11 2019 của mình đã có mặt tại hầu hết các chi nhánh của Vida. Các bạn còn thắc mắc muốn trải nghiệm em nó thì hãy đến ngay các chi nhánh hoặc là gọi đến hotline để bên Vida mình hỗ trợ cho các bạn nhé. Giá của em nó hiện tại là 7.600.000 đồng. Và video của mình tới đây đã hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Nhớ like và subscribe kênh để theo dõi các video sau nhé. Subscribe Vida, chọn thiết bị camera, hát hay, giá tốt.